Cường Đô La hờn dỗi với bà xã, biết lý do ai cũng không nhịn được cười. Dòng chia sẻ hài hước của Cường Đô La khiến dân tình cười không ngớt. Sau khi thông báo mang bầu lần hai, cuộc sống Đàm Thu Trang và Cường Đô La được đông đảo khán giả quan tâm. Trên trang cá nhân, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc đạp xe nâng ca sức khỏe. Tuy nhiên, dòng chú thích của đại gia phố núi lại khiến dân tình cười nắc nẻ. Anh trách bà xã, không hiểu vợ Đàm Thu Trang nuôi kiểu gì mà sáng nay đạp xe từ selfie mấy tấm mà nhìn cái mặt, không thể tròn hơn được nữa. Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã vì chăm chồng tốt quá khiến anh tăng cân. Không ít đấng mày râu vào ghen tị vì Cường Đô La có vợ tâm lý đến vậy. Không chỉ xinh đẹp, khéo léo mà Đàm Thu Trang còn là người vợ, người mẹ biết vun vén gia đình. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như: em ước được vợ chăm béo tốt như anh nè, có vợ vừa trẻ đẹp, chăm chồng khéo là ước mơ của bao người đó anh ơi. Béo lên nhìn phúc hậu hơn ông ạ, nhìn đã thấy hạnh phúc rồi. Ngưỡng mộ gia đình này lắm luôn ạ, hạnh phúc luôn ngọt ngào. Hạnh phúc nên tự khắc cân cứ tăng vèo vèo đó. Dù cho đến thời điểm hiện tại, Đàm Thu Trang không còn hoạt động trong làng giải trí. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cô với chồng là Cường Đô La vẫn nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang gặp nhau và đã vẽ lên một câu chuyện tình đẹp. Cuối năm 2020, Đàm Thu Trang hạ sinh con gái đầu lòng và đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.